Trước mắt quý vị đây chính là hộp gỗ đựng điếu và bao da đựng điếu. Tôi sẽ mở hộp gỗ đựng điếu này ra xem nó là cái gì nhá. Đây, wow, giới thiệu với các bạn. Wow, trước mắt các bạn đây chính là chiếc điếu cày Lạc Việt. Điếu có thiết kế hình vuông, vuông 2,5 cm, dài 30 cm, rất là chắc chắn, đầm tay. Đó, quý vị nhìn này. Tôi sẽ zoom cận cảnh cho quý vị thấy được cái họa tiết của điếu cày Lạc Việt nhé, từ dưới lên trên này. Đó, đây bên mặt chính của diện của nó là nó có họa tiết người nông dân Việt cổ. Đó, như lễ hội của người Việt cổ. Còn họa tiết ở bên này đó là những cánh chim và những đàn hươu nai, cùng với lại thương hiệu văn hóa điếu cày Lạc Việt. Rồi họa tiết ở đây là chim lạc. Đó, quý vị thấy không? Chim lạc nổi bật trên theo cái hoa văn đồng cổ. Họa tiết ở đây là cũng là một đàn hươu nai. Đây, rất là đẹp. Đây, những người Việt cổ này. Bây giờ khi các bạn hút thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hút nhé. Là điếu chúng ta sẽ cầm trên tay như thế này. Quý vị lấy cái nút nõ cao su này ra. Điếu có chức năng chống đổ nước nhé. Quý vị thấy này, nó chống đổ nước và chống thoát mùi luôn. Thì chúng ta là khi hút thì chúng ta lấy cái nút nõ cao su này ra. Đó, chúng ta để đây. Chúng ta phải lấy lò xo nhấc tàn. Lấy lò xo nhấc tàn, chúng ta cho lò xo nhấc tàn vào lỗ nhé. Thì tôi sẽ test tiếng kêu này. Đó, rất là kêu. Đó, chống đổ nước cả khi dốc ngược. Rất là lịch sự và sạch sẽ. Đó, quý vị cho lò xo nhấc tàn vào đây. Cho vào đây, bắt đầu cho thuốc lào vào vào trong này. Chúng ta bắt đầu hút nhé. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Các bạn cho lò xo vào nõ này. Lò xo vào nõ, bắt đầu cho thuốc vào lò xo nhé. Cho thuốc vào lò xo, chúng ta lèn hơi chặt một chút, lèn chặt quá thì nó sẽ khó cháy. Rồi chúng ta để hơi chéo cái đường chéo này lên trời nhé. Tức là cái nõ nó sẽ hơi nghiêng về bên tay phải một chút, một góc 45 độ. Chúng ta châm đỏ nòng và chúng ta rít thẳng luôn nhé. Khi nào mà lửa nó đỏ cái nòng này, chúng ta rít thẳng luôn thì thuốc lào nó sẽ cháy vào những sợi sau ở dưới á. Thì là lúc đó khói chúng ta sẽ rất là đậm. Sau khi hút xong, quý vị lấy lò xo nhấc tàn ra, gạt vào gạt tàn thuốc lá là nó đã sạch sạch và nó sẽ chống tắc nõ. Quý vị nút cao su lại rồi cho vào điếu, cho vào hộp. Quý vị trước khi di chuyển thì chúng ta cho vào bao da nhé, bao da cho nó sạch sẽ và tiện lợi. Điếu này vào đây cùng với thuốc lào, rồi kèm theo cả bật lửa nữa. Đấy, kèm theo lò xo nhấc tàn. Chúng ta đóng lại, khóa bao da lại. Thế rồi, xong rồi. Chúng ta cho vào hộp gỗ nếu cất. Đó,